Mẹo để chọn sữa dành cho người bệnh tiểu đường không làm tăng đường huyết. Thưa các bác, sữa và các sản phẩm từ sữa là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu các bác bị bệnh tiểu đường, sẽ cần phải cẩn thận hơn khi lựa chọn đồ uống này. Và trong video ngày hôm nay thì mời các bác cùng chương trình đi tìm hiểu những nội dung chính như sau. Thứ nhất, loại sữa nào là tốt cho người bệnh tiểu đường? Và thứ hai, người tiểu đường nên uống bao nhiêu sữa trong vòng một ngày? Thứ ba, uống sữa cho người tiểu đường thì thay cơm có được hay không? Và thứ tư thì mời các bác hãy lắng nghe câu chuyện của chú thứ 65 tuổi. Chú đang sinh sống tại Tây Ninh và sống chung với bệnh tiểu đường đến nay đã là hơn 12 năm. Giờ đây chú đã tìm ra cho mình một bí quyết để có thể thoát khỏi căn bệnh này. Mời các bác cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Loại sữa nào tốt cho người bệnh tiểu đường? Tất cả các loại sữa và các sản phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai đều có những lợi ích nhất định với người tiểu đường. Đây là nguồn cung cấp canxi và vitamin D giúp hạn chế biến chứng loãng xương. Vì vậy, nếu kiểm soát tốt chế độ ăn và biết tính toán lượng carbon hydrate mỗi ngày, các bác hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ loại sữa nào, kể cả sữa có đường. Ngược lại, nếu như chỉ số đường huyết đang cao, lựa chọn sữa ít béo, ít đường sẽ giúp giảm bớt nguy cơ thừa carbon hydrate hay là chất béo xấu cho các bác. Một số loại sữa tốt cho người tiểu đường có thể lựa chọn như sau. Sữa bò hữu cơ ít béo. Nghiên cứu cho thấy sữa hữu cơ từ bò ăn cỏ có chứa nhiều omega 3 hơn là các loại sữa thông thường. Đây là chất béo tốt giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch cho người tiểu đường. Để biết loại sữa nào các bác có phải sữa hữu cơ hay không, hãy tìm dòng chữ organic trên nhãn. Sữa hạnh nhân không đường. Loại sữa này có lượng carbon hydrate và chất béo bão hòa chỉ bằng 1/3 so với sữa nguyên chất. Đặc biệt, sữa hạnh nhân rất giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người tiểu đường. Sữa đậu nành ít đường. Đây là một lựa chọn rất tốt để thay thế sữa bò nếu các bác không dung nạp với đường lactose. Và loại sữa này cũng chứa hàm lượng canxi tương đương sữa nguyên chất. Sữa hạt lanh. Một cốc sữa hạt lanh chỉ chứa 1g carbon hydrate và 25 calo, trong khi hàm lượng các trung bình trong một cốc sữa thông thường đó là 12g. Loại sữa này cũng rất ít gây dị ứng và giàu canxi hơn là sữa bò. Sữa dê ít béo. Những người tiểu đường không thích sữa từ thực vật có thể thay thế sữa bò bằng sữa dê. Sữa dê có hương vị hấp dẫn và không chứa quá nhiều chất béo hay là tinh bột. Và người bệnh tiểu đường có thể chọn dạng sữa tươi pha sẵn hay là sữa bột từ nhiều thương hiệu khác nhau như Vinamilk, Nutifood, Ensure hay Glucena. Điều quan trọng là nên ưu tiên sữa ít béo, ít đường hoặc ghi nhãn sữa dành cho người tiểu đường để hạn chế tăng đường huyết. Vậy thì người tiểu đường nên uống bao nhiêu sữa một ngày? Trung bình, một người tiểu đường có thể uống từ 2 đến 3 khẩu phần sữa mỗi ngày. Mỗi khẩu phần tương ứng với 190ml sữa lỏng, một hũ sữa chua hoặc là 2 thìa cà phê phô mai. Nếu có máy đo đường huyết tại nhà, có thể kiểm tra chỉ số đường huyết trước khi uống và sau khi uống sữa 30 phút để có thể điều chỉnh lượng sữa uống mỗi ngày một cách chính xác hơn. Uống sữa cho người tiểu đường thay cơm có được không? Vào những ngày mệt mỏi không thể dùng cơm hay trong những bữa phụ, người bệnh có thể thay thế bằng một ly sữa dành cho người tiểu đường. Tuy nhiên không nên lạm dụng, bởi tinh bột vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Việc cắt hoàn toàn các thực phẩm chứa tinh bột sẽ càng làm tình trạng rối loạn chuyển hóa thêm nặng hơn. Chưa kể đến, người bệnh có thể bị tụt đường huyết đột ngột rất là nguy hiểm. Vừa rồi thì chương trình đã giới thiệu đến các bác về những loại sữa nào là tốt cho người bệnh tiểu đường và người tiểu đường nên uống bao nhiêu sữa một ngày, uống sữa cho người tiểu đường thay cơm được không. Và để người bệnh có thể duy trì đường huyết luôn ổn định, thì ngày hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến các bác về câu chuyện của chú Thứ. Ở tuổi 65, chú đã sống khỏe mạnh mà không còn phải lo lắng về căn bệnh tiểu đường. Chú Phan Thanh Thứ, 65 tuổi, chú đang sinh sống tại Tây Ninh và sống chung với bệnh tiểu đường đến nay đã là hơn 12 năm. Chú chia sẻ rằng, cách đây 10 năm thì tình hình sức khỏe của chú vẫn còn tốt, do một phần là chưa lớn tuổi như bây giờ, một phần là chú cũng mới phát hiện bệnh tiểu đường thôi, nên chú cũng không lo lắng gì nhiều mà chỉ chuyên tâm uống thuốc Tây để được ổn định đường huyết qua ngày.
Nhưng từ 5 năm trở lại đây, tuổi tác cao và tình trạng bệnh đã chuyển biến nặng hơn. Chú đã phải đối mặt với nhiều biến chứng của bệnh tiểu đường, như là ảnh hưởng về mắt, tê bì tay chân, tiểu đêm. Từ ngày bị bệnh, chú bị tiểu đêm liên tục từ 4 đến 5 lần, kéo theo cả chứng mất ngủ, sáng dậy phờ phạc hết người. Lúc nào chú cũng thấy khát nước, thèm đồ ngọt, đói cồn cào, bủn rủn tay chân. Cân nặng sụt giảm nhanh chóng từ 54 xuống chỉ còn 47. Người thì gầy sọp hẳn đi, xanh xao, hốc hác, nhìn như người nghiện ấy. Chú còn bị thêm rất nhiều biến chứng nguy hiểm nữa, mắt mở tịt đi, nhìn mọi thứ cứ mờ ảo lập lòe, nhiều lúc còn thấy xuất hiện cả đốm đen trong mắt, màu sắc đồ vật cứ nhạt dần, đôi lúc nhìn một mà lại thành hai, chân tay thường xuyên bị co quắp, không duỗi thẳng ra được. Nhưng những điều đó cũng chỉ là quá khứ, còn bây giờ đây, tất cả là nhờ sản phẩm Khang Đường Tâm Hồng Phúc này. Mấy lần đi viện khám, gặp được nhiều người cùng cảnh ngộ, thấy chú khổ bị bệnh quá nên mới mách cho dùng Tâm Hồng Phúc này. Họ dùng mà thấy hiệu quả lắm, đi bệnh viện khám lần nào đường huyết cũng đẹp. Khang Đường Tâm Hồng Phúc thì toàn thảo dược thiên nhiên nên rất là an toàn, không sợ ảnh hưởng tới gan, thận nên chú thấy được lắm. Sau đó chú đã mua và uống, chú uống được 2 tháng, đường huyết đã hạ xuống còn 8 mmol trên lít. Người chú thấy khỏe hẳn lên, tiểu đêm giảm chỉ còn một lần, ngủ tốt, hết chuột rút, đỡ khát nước và không còn thèm đồ ngọt như trước đây. Chú mừng quá, tiếp tục dùng thì khoảng 4 đến 5 tháng sau mắt sáng lên, nhìn rõ hẳn, chú còn đọc báo được cơ mà, rằng chú đã chắc chắn hơn, không bị lung lay, ăn uống nhờ đó mà sướng hơn hẳn. Đặc biệt đi kiểm tra đường huyết chỉ còn 6,2 mmol trên lít thôi, đẹp nhất từ ngày bị bệnh đến bây giờ. Và kể từ đó đường huyết của chú luôn luôn ổn định như vậy và không hề dùng đến thuốc tây. Và thật sự chú không dám tin vào mắt mình, cảm ơn sản phẩm Tâm Hồng Phúc rất nhiều. Xin cảm ơn các bác đã dành ra thời gian quan tâm và theo dõi hết chương trình. Cảm ơn các bác đã dành ra thời gian quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích mà chương trình có chia sẻ bên trên sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường của các bác. Và nếu như các bác yêu thích và ủng hộ chương trình, các bác hãy ấn nút đăng ký kênh và nút quả chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào mà chương trình lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.